Tết tới nơi rồi anh em ơi, lên ngay tngshop.vn tham gia cái event tuyệt vời hàng ngày. Các bạn có thể chơi thử thoải mái nhé. Nếu các bạn gặp sự cố hãy liên hệ ngay góc bên dưới màn hình để nhân viên hỗ trợ và bồi hoàn lại cho anh em. Nhớ nhé. Xin chào anh em. Gửi tới cho anh em một cái chế độ mới toanh mà gạt dán vừa mới hé lộ ở chúng ta. Đây là chế độ sinh tử nhá, và mình cùng ba anh em khác là gờ cao thủ nè, Phong Dâu và Trường Sa sẽ test ngay cái chế độ này gửi tới cho anh em. Ui. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là điều khiển con Grab và đánh bại đối thủ. Tức là ngoài thanh niên cặp với mình ra thì tất cả đều đối thủ nhá. Ui đau thế nhở. Wow, mình trở thành hồn ma rồi. Ok, có chị hàng xóm cứu mình rồi anh em. Tức là nếu các bạn thành hồn ma thì đồng đội của bạn chỉ cần tới giúp thôi là các bạn sẽ giải thoát được khỏi trạng thái đó. Nên các bạn phải kết hợp đồng đội của mình nhé. Tấn công bọn nó nào người anh em ơi. Chị hàng xóm nện nó. Ok. Ai đây? À, Phong đây rồi. Phong là xoài nha anh em ơi. Ai đây? Ai vừa bị tôi bụp đây ta? Wow. Ông bạn nào đây ta? Tấn công nào. Các bạn cố gắng hạ gục kẻ địch nhé. Cẩn thận Zip, bởi vì Zip sẽ hóa thành bóng và tấn công tất cả người chơi đấy. Các bạn cần phải hết sức cẩn thận. Tấn công nào. Hỗn loạn quá các bạn ơi. Đây rồi. Việt với mình làm thịt rồi anh em. Việt với mình làm thịt xong. Tấn công nè. Xoáy. Anh em để ý cho mình nhá, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 và đòn đánh tay đó chính là các hiệu ứng của bộ trang phục Grab tiệc bãi biển đấy. Như đúng cái ảnh mà mình gửi tới cho anh em. Kéo chiêu 2 không được rồi. Chiêu 1 đó chính là dậm nè. Dẫn chưa? Ui, căng. Ôi thật xong rồi. Cứu chị hàng xóm ơi. Ui cái thanh niên này áp đảo mình quá anh em. Ok chị hàng xóm. Trời ơi, chị hàng xóm vừa cứu mình xong thế là cả hai đều toang rồi. Căng thẳng vậy ta. Anh em từ từ nhá, phải đợi một tí thời gian để chúng ta hồi lại và né bị tấn công. Ui trời, xong rồi. Nào chơi. Ui, nhanh. Còn một chút nữa thôi. Cố lên, hãy hạ gục kẻ địch nào. Mình bị giết nó đè rồi anh em ơi. Anh em thấy cái chế độ này ra sao? Hoành tráng chưa? Tất cả anh em đều trở thành hồn ma rồi. Chị hàng xóm dạ cũng cứ được mình nhỉ. À thì ra là hai hồn ma thì cứ được nhau nha anh em. Càng đấy. Các bạn nếu muốn chơi chế độ này phải tải máy thử nghiệm Android nhá. Và bấm vào phần đấu sinh tử bấm nhiều vào. Wow. Không biết là top gì đây. Cố lên nào. Còn 5 giây. 4 nè. 3, 2, 1. Trầm cảm vậy ta, không thể hồi sinh anh em ơi. Và kết thúc ván đấu đầu tiên. Mình hạng 2 chứ. Ui, đoạn đầu mình hoành tráng thế mà hạng 2 anh em. Đây là skin ngộ không sắp tới này anh em. Hạng 2 luôn. Ok, cùng các anh em khác làm thêm trận đấu nào. Tức là chúng ta phải chia đội ra nha anh em. Đấy anh em chưa. Đấy, cạnh của mình là Phong nè. Và cái chữ tàu ấy, chữ Trung Quốc ấy. Đấy là Việt nhá. Ok, oánh tiếp nào. Tấn công đầu tiên là tấn công Việt đã. Việt ơi, anh xin nhá. Ơi chạy đâu. Chạy nhanh đấy em ơi. xoay hết. Ý, ai đây? Ai đây? Ok nhá, tấn công nào anh em. Từ từ để chúng ta nhằm vào mục tiêu trước đấy. Ấy các bạn từ từ xoáy căng vậy. Xoáy căng vậy bạn ơi. Kéo nè. Chưa được, cẩn thận nhá. Úi dồi ôi, nhảy. Kéo được kìa anh em. Úi căng. Thôi xong rồi anh em ơi. Hồn ma mất rồi. Chị hàng xóm hồn ma luôn rồi thì biết cay chứ. À, mình tập được máu của thanh niên này anh em ơi. Thế là lại được khá hồi máu rồi. Về cơ chế thì chúng ta chỉ biết sơ là đánh bại tất cả kẻ địch và né con zip ra thôi. Ui, lại thành hồn ma. Chị hàng xóm cứu với.
Đây rồi. Trời ơi, tại sao mình là hồn ma cũng bị đánh này anh em. Là ma cũng bị đánh cho sấp mặt luôn anh em ơi. Trầm cảm thực sự luôn. Ui, căng nhá. Phong đang nằm la liệt cạnh mình. Đây rồi anh em. Mình biết cách rồi nha. Hình như là chúng ta chỉ cần đang là ở dạng hồn ma, chúng ta đâm vào kẻ địch là chúng ta được hồi sao ấy. Nếu mà kẻ địch đứng yên nhá. Còn nếu mà đâm vào mà kẻ địch nó đấm cho mình thì thôi xong đấy. Đó. Bị hồn ma còn bị hạ gục. Thế bị cay chứ. Cứu với các bạn ơi. Thôi xong rồi anh em. Trận này coi như là liệt vị rồi. Bây giờ chỉ biết né và tránh đợi hồi phục lại thôi. Đây rồi tôi. Úi xồi ôi. Má ơi còn chưa kịp làm gì anh em. Vừa hồi lại bị đánh cho toang toác rồi. Còn 55 giây thôi. Cố lên nào. Hồi đi hồi đi. Cay thế nhỉ. Cái chế độ này trầm cảm thực sự anh em. Cái chế độ sinh tử 2.0 đấy. Cảm giác tức cực kỳ luôn đấy. Thề không thể gọi là hồi phục được. Khi mà mới hồi phục một chút là bị oánh cho tơi bời rồi. Đây thế ta. Đâu ta đâu ta đâu ta. Đợi nhá đợi nhá. Kéo. Ui chưa kịp kéo lại bị toang vô lý thế ta. Cái chế độ này đúng là dễ đập điện thoại lắm đấy anh em. Không đùa với anh em đâu. Càng thực sự luôn. Thôi xong rồi. Cái trận đấu này toang. Để xem được rank mấy nào. Không biết có phải rank 5 hay không đây. Rank 4 anh em ạ. Vẫn có một cái đội xếp chót bảng luôn. Thật là may mắn. Không là mình tưởng là mình là đội chót bảng cơ. Ui nhưng mà hạng 2 cơ mà. À nó xếp từ 1 đến 10 anh em ạ. Ok, tiếp tục trận đấu mới cùng những người anh em khác nào. Cút một cái mất nửa máu rồi. Chưa gì đã bị ông nào đẩy đây. Ông nào đẩy tôi đây. Úi trời ơi. Kéo. Yeah yeah. Ôi ôi ôi, căng Việt ơi em ơi. Từ từ em ơi, anh đây. Từ từ đánh em ơi. Ui, xong rồi. Thì thằng em đập cho tòe mò rồi anh em. Ấy, ấy, em ơi, bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh từ từ thôi. Chị hàng xóm đâu nhỉ? Phụ mình cái nào. Ôi trời, bị oánh sấp mặt rồi anh em ơi. Chị hàng xóm đâu rồi? Chị hàng xóm toang rồi anh em. Đồng đội tôi đâu rồi ta? Muôn đời làm quỷ rồi anh em. Đây rồi, chị hàng xóm đây. Đang cố đến gần chị hàng xóm và né các thanh niên khác đây. Các bạn cứ từ từ, chị hàng xóm thôi, chả giúp gì cả. Hình như cái cơ chế này đấy là cái gì nữa đấy. Lại bị oánh rồi anh em. Lại bị oánh rồi kìa. Căng thế nhỉ các bạn. Từ từ chuẩn bị hồi phục nè. Chuẩn bị hồi phục rồi, còn vài giây thôi. Vài giây nữa thôi, đây rồi. Chiến nào anh em, chiến nào. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Trưởng ơi tha cho anh. Úi giời ơi. Trời ơi mình kéo trưởng về lại. Oánh mình sấp mặt luôn kìa. Căng đấy anh em. Cái chế độ này tôi thấy là hơi bị trầm cảm luôn ấy. Đây rồi. Đây rồi. Đuổi theo phong để mà xem có gì hot không nào. Ấy hồi sinh nè. Hồi sinh nè. Thank you nha, thank you nha. Tấn công. Phong bạn em ơi. Trưởng đâu rồi, lại đây em ơi. Sờ bướm đi rồi, sờ bướm. Ôi trời ơi. Thấy pha trả thù của anh chưa. Ui, ai đánh mình vậy ta. Ai đánh mình què giò vậy ta. Yeah, được cứu rồi kìa. Ui, từ. Chưa kéo chúng kìa. Việt ơi đứng lại em ơi. Việt ơi đứng lại em ơi. Được. Ai vừa xúc mình một cái thì bị lật ra bên cạnh nè. Trưởng em ơi. Toàn ngay. Úi dồi ôi. Nguy cấp lắm rồi anh em. Còn 27 giây đây. Không biết kịp hồi phục không. Biết là đồng đội mình ở đâu ta. Có chat được nha anh em. Đây. Có chat được luôn.
Cứu 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 cứu. Chuẩn bị hồi sinh rồi, chuẩn bị hồi sinh rồi. Yeah yeah. Đây rồi. Đây rồi. Nhảy luôn hạ một người nè. Úi dồi ôi. Căng thẳng căng thẳng. Thôi xong rồi anh em. Cùng xem trận đấu cuối chúng ta có gì nào. Không biết là rank gì đây. Mình nghĩ là rank 2 đi. Anh em thấy sao về cái chế độ này? Test xong 3 trận là mình cảm thấy hơi bị trầm cảm luôn. Và mình nghĩ rằng đánh thực sự căng. Rank 6 kìa. Anh em đừng quên để lại bình luận của anh em dưới video này. Và anh em có thích cái chế độ này không? Hãy cùng comment nhé. Nếu thấy video hay và quick, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.